Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Toán học của thầy, bây giờ gọi là Logic. Kênh Logic thì nói cho các bạn biết là cái tư duy Logic là cái rất cần thiết trong cuộc sống. Học sinh học toán cần có cái tư duy Logic. Và chúng bây giờ có nhiều cái năng lực, cái phẩm chất năng lực đấy, nhưng mà cái quan trọng là cái tư duy Logic. Cái tư duy này nó sẽ chi phối các cái hoạt động suy nghĩ của người. Và Logic mà dịch ra tiếng Anh đó là gì? Đó là suy nghĩ một cách hợp lý, Logic là hợp lý. Rồi khi giải bài toán chúng ta cũng có một cái suy nghĩ phải là hợp lý để tìm lời giải các bạn nhé. Rồi chúng ta phát triển tư duy logic có thể thông qua nhiều kiểu khác nhau, có thể thông qua bài toán, có thể thông qua những cái suy luận. Còn là cái tư duy logic là nói con người làm việc, học tập, lao động với một cái cách suy nghĩ một cách hợp lý, khoa học và logic. Nói rằng dễ hiểu, phân tích vấn đề, vấn đề theo những cái ý nhỏ ý chính mà sắp xếp một cách mạch lạc logic. Nó phụ thuộc, nó tương hỗ lẫn nhau đấy, thì làm cho người nghe, người học và dễ hiểu các bạn nhé. Đấy, logic như vậy, chúng ta đừng hiểu cái logic một cách mông lung mà cái như vậy. Chẳng hạn như để học toán hiệu quả thì ta phải phân tích cách học như thế nào như hợp lý, thì cách làm như vậy gọi là logic. Rồi để giải bài toán chúng ta phải phân tích tiếp cận bài toán ở góc độ nào như hợp lý, thì làm như vậy cũng là logic, tư duy logic. Rồi làm cho người ta dễ hiểu thì các bạn phải sắp xếp như thế nào, nhưng người ta dễ hiểu nói như thế nào, trong đầu người ta đã có cái gì rồi thì mình phải nói cái thêm đó, rồi phải gợi động cơ người ta suy nghĩ đấy, thì sẽ gọi logic dễ hiểu, làm cho người ta dễ hiểu những cái trực quan và là logic đấy. Đó là những cái điều mà các bạn cần phải hiểu thêm về tư duy logic. Kênh của thầy mang tên logic, khi gõ từ logic thì nó sẽ có trước đường mình cái trang về logic, các bạn có thể tham khảo đấy. Thì logic như vậy thì mong mỏi rằng là chúng ta trong tấm kính của thầy vẫn là logic, là toán học, thông qua đó thì chúng ta thông qua những bài toán chúng ta hiểu thêm về logic và tính hiệu quả vấn đề quá nhá. Đấy, dạy học như thế nào để học sinh đạt kết quả cao sự logic, rồi học như thế nào sự hiệu quả logic, rồi nói người ta cái dễ hiểu. Đấy, mình phải làm chủ vấn đề, rồi nói bao nhiêu phần trăm vấn đề để người ta dễ hiểu, rồi người ta đã có bao nhiêu phần trăm rồi, người nói có 100% đi, người nghe có 2% thì mình phải nói những cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Còn nói những cái gì thừa thông tin, vừa cái ngưỡng thông tin của người nghe thì họ sẽ không tiếp thu được, hoặc nói những cái gì mà người ta có rồi thì người ta không muốn nghe nữa, nói sao để cho người ta dễ hiểu, dễ học, dễ nhớ. Đấy là cái vấn đề suy luận một cách mạch lạc từ A đến Z đấy, từ ý này ý kia, cái logic đấy. Thì hy vọng rằng qua bài luyện chuyển của thầy để giúp các bạn hiểu về tư duy logic, cái cần thiết trong cuộc sống. Ngay các bạn phải làm những cái tư duy này ngay phát triển, và khi nó phát triển áp dụng để các cái vấn đề thực tiễn, làm giàu tư duy mình, làm giàu có một cái, làm giàu lên trên cái nền tảng tư duy này các bạn nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện nhé.